Hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến anh em một cái bước chơi em chỉ cần áp dụng vào là ăn hoàn toàn luôn nhé. Hiện tại thì ở trên cái tài xỉu thì mình có cái bộ lịch sử viên này, đấy, cái soi lịch sử sinh học này, đúng không? Đấy là đây là hai cái điểm mà anh em cần ở dựa vào để soi đúng không? Ví dụ như ở đây là cái điểm viên là người hai đúng không? Thì cái điểm sinh học đó là 4, 5 và 3 đúng không? 3 và 5. Thì để mà biết được là cách soi ở hai cái điểm này nó như thế nào thì anh em sẽ phải lấy công thức để như thế nào. Ví dụ anh em sẽ lấy hai điểm thì mình cứ cho đây là hai cái sinh học đi. Sinh học 1 này cộng sinh học 2 này cộng với tổng viên thế này 12 này, và chúng ta là sẽ có cái điểm 12 gọi là 12 của phiên trước thôi mà, 12 phiên trước và cái phiên vừa mới ra đây này thì mình gọi là cùng phiên đúng không? Cùng phiên nó là gần với chính là 1, chính là 2, và chính là 3 cộng tổng phiên là chúng ta đây là chúng ta có là 17, 21 đúng không? Chúng ta có 21 ở đây, 21 tức là cái này là điểm đẹp nhưng chỉ cần soi ở cái điểm cuối này thôi là anh em bắt đầu có tài của mình chưa? Đấy. Còn nếu trong cái trường hợp cái tiếng này nó sẽ bị chặn, đấy là không bị xỉn đâu, đấy là cái chất thuật này nha. Và tiếp tục mình sẽ lấy ví dụ tiếp là ví dụ ở 3 cộng 16 cộng 9 thì chúng ta sẽ có là 369-18 này, đây là cái điểm chặn đúng không? Đó này là con chặn thì anh em đá vào con xỉn cho mình đấy, đá con xỉn. Và tiếp tục ví dụ như đây là con 6 cộng với chín hầu, đó là chín hầu 4, và chín hầu 2 là 4 này, tổng phiên là 10 này, đấy, chúng ta có là 20 đúng không? 20 thì đá và xỉ cho mình tiếp này nha. Rất là tự tin với công thức này nên là vì thế anh em cứ là đi vốn mạnh mẽ. Ví dụ như là em 10 tiểu anh em sẽ ép đi 2M một tay ở cái này thì mình cứ dã 2M một tay, 2M một tay này. Cứ để khoảng tầm là 5 tay là em có khoảng 10 củ rồi đúng không? Tự tin. Nếu như mà em có một vốn to thì em cũng 5 củ một tay. Đấy, chúng ta tự hỏi cứ tầm 10 tay là anh em có bao nhiêu đúng không? Thế là vì thế khi mà anh em bắt được công thức này thì nó còn có cái trường hợp được đó là chạy nghịch nha. Thì chạy nghịch sự xuất hiện nghịch ra rất là ít. Thế là vì thế thì khi mà anh em cộng ấy, đây đây, muốn cộng 16 này, cộng với 12 này, bằng 22 đúng không? Đứng theo pháp thì đúng này sẽ xỉu, nhưng mà theo nghịch thì nó sẽ là tài đấy nhé, bởi vì là chặn đó, bởi vì là chạy nghịch chạy giao thuận thì là cái chặn thì nó sẽ là có là chặn thì nó sẽ là không này, hai này, bốn này, sáu và tám đúng không, và lẻ thì chúng ta có là một này, ba, năm, bảy và chín anh em nhé. Đấy là hai cái điểm nên dựa vào là so sánh của hai cái điểm này chưa. Thì khi mà anh em chơi và cũng như là anh em áp dụng vào anh em ra kiếm gọi là 10-20 củ thì anh em chỉ cần là tính và đúng công thức này là anh em sẽ được hút giống như những gì mình chia sẻ lên anh em. Đấy, còn anh em tính sai ví dụ là anh em 4 và cộng cho 5 thì ví dụ là bằng 6 hay là bằng 7 thì anh em sẽ có kết quả sai ngay. Nên vì thế dù là có vội vàng hay là khó phải là khó như nào thì em cũng là tính đúng rồi nó là vốn nha. Tiếp tục đây là trợ nghịch này thì đấy mình đang lấy cái công thức ví dụ trợ nghịch ở đây nhá, 5 cộng 16 bằng 11 đúng không, 11 cộng với 10 chúng ta có 21, đây chúng ta đã bắt được xỉu đúng không, trợ nghịch này. Nhưng mà cái tỷ lệ trợ nghịch này thật ra rất là ít, khoảng 2% nó trợ nghịch chúng ta thôi. Thế là vì thế thì khi mà anh em cần để nhận biết được là chất thuận hay nghịch thì em cứ tính cho tầm 3 cái đầu của mình là thấy có xu hướng chất nghịch và chất thuận thì sau đó là mình sẽ theo xu hướng. Nếu có 2 cái thuận thì mình sẽ từ đó là 1 cái nghịch thôi, 2 cái thuận nghịch thì là 3 cái đấy thì cái tỷ lệ chất thuận thì có nhiều hơn đúng không, thì em sẽ bắt theo thuận luôn. Còn nếu như mà 2 nghịch 1 thuận thì anh em sẽ bắt theo nghịch luôn của trong cái phiên đấy nhé. Rồi tiếp tục 6 cộng với 3 cộng với 12, 9 này, cộng với 2 bằng nó giống như ở đây nhá, là bằng 18. Nhưng mà 18 ở trên này
nó là sự rối. Khi mà chuẩn bị ở đây thì chúng ta phải bắt được tài thôi, đúng không? Rất là đơn giản, bởi vì là khi mà mình chơi mình áp dụng hai cái bước này mình đã cá tướng rất là nhiều, từ 10 đến 20 củ của một phiên, và một phiên chơi mình chỉ bỏ ra khoảng 6 đến 7 phút thôi, rất là nhanh, đúng không? Và nhiều khi anh em chơi anh em không tự tin vào cái công thức tính sắp xếp như thế này, bởi vì là anh em chơi theo là cái tiếng nào vừa mắt hoặc là thích cái tiếng nào hợp lý theo sở thích của anh em này thì anh em được ăn, đúng không? Thì anh em chơi đấy dựa theo cái mắn rồi, thế là vì thế thì tỷ lệ thắng nó không cao. Nên là mình đã nghiên cứu và tìm ra được công thức ở trên cái môn tài xỉu này, cái xác suất của nó chiến thắng ở trên con game cứ phải nói là từ 99% nên là cái xác suất xảy ra sai ấy hầu như là bằng không luôn. Nên là vì thế anh em cứ tự tin là áp dụng là có lãi nha nhé. Ok, thì để mà cái cầu nào phù hợp với công thức này thì đây, khi mà cái cầu điểm có thể là 27 và 23 để áp dụng này, hoặc có thể là 25 trên 25 thôi nha. Chứ còn nếu như mà 30 20 thì công thức này là anh em cần là quan sát kỹ hơn, cái tầm 5 tay thì anh em mới vào nha, không là nó sẽ vẫn còn làm của nó nghiêng về tài ấy, nghiêng về tài vui chưa, có về tài nhưng không lên điểm thì xỉu, tất là người là tài cũng là người, đúng không? Nó khó chịu là vì thế anh em cứ bình tĩnh cho mình đấy, tính toán chuẩn về vào vốn thì không ai ép buộc anh em là phải vội vội vàng làm gì đâu đấy. Và đây đến lúc vốn là mình đi, ví dụ cái tiếng đầu tiên thì mình sẽ đi 5 mét một tay này, sau đó là khoảng 10 tay, đúng không? 10 tay thì mình sẽ thay đổi cái vòng cược của mình, đó là mình sẽ tăng lên 10 mét. Bởi vì là mình đã xác định là theo công thức này là ăn rồi có lãi rồi, là mình sẽ nhân vốn cái tay vốn của mình lên, đúng không? Nhân đôi lên là mình sẽ thấy to thôi. Đấy, khoảng là trên 10 mét thì mình lên 5 tay thôi. Đó, sau đó thì chúng ta nhân lên là thành 15 đi, 15 mét một tay, đúng không? Nhân lên là mình có thể đi 5 tay thôi, tối thiểu là đi 5 tay thôi, khoảng 1 to thôi. Một công thức thôi, sau đó mình đổi tiếp, đúng không? Rất là đơn giản. Ok nhé, thì anh em cứ tự tin là tham gia chơi tài xỉu và anh em tham khảo thêm cái công thức này đấy, vào kinh nghiệm của anh em, kiểu gì là anh em cũng hút một cái số lời cực kỳ là hợp lý khi mà anh em cần đến những cái công thức như này nhé. Ok, thì video này sẽ kết thúc ở đây. Chào tất cả anh em và mọi người, bye anh em nhé.